Xin chào các bác nông dân. Hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bác một sản phẩm cực kỳ hiệu quả để bảo vệ cây trồng khỏi sâu kẹo và sâu đực qua, Vishare 25EC. Vishare 25EC là loại thuốc đặc trị với thành phần chính Emamectin Benzoate, giúp tiêu diệt sâu kẹo và sâu đực qua nhanh chóng và triệt để. Trước khi dùng, các bác nhỏ đọc kỹ hướng dẫn trên bao bì nhé. Việc này rất quan trọng để đảm bảo sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả. Cách pha thuốc cũng rất đơn giản. Các bác pha 10ml Vishare 25EC với 16-20 lít nước. Sau đó, khuấy đều cho thuốc tận hết. Khi phun thuốc, các bác chọn thời điểm sáng sớm hoặc chiều mát, tránh phun vào lúc nắng gắt để bảo vệ cây trồng. Để đạt hiệu quả tốt nhất, các bác nên phun thuốc định kỳ 7-10 ngày một lần, đặc biệt là trong giai đoạn cây trồng dễ bị sâu bệnh. Ngoài ra, nhờ bảo quản thuộc ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh xa tầm tay trẻ em nhé. Một lưu ý quan trọng nữa là các bác không nên dùng Vishare 25EC liên tục trong thời gian dài vì có thể làm sâu bệnh kháng thuốc. Hãy kết hợp sử dụng với các loại thuốc bảo vệ thực vật khác để tối ưu hiệu quả. Vishare 25EC không chỉ diệt sâu hại mà còn giúp cây trồng phát triển khỏe mạnh. Các bác hãy dùng thử và cảm nhận sự khác biệt nhé. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, các bác cứ để lại bình luận bên dưới. Tôi sẽ cố gắng giải đáp cho các bác sớm nhất có thể. Và đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều thông tin hữu ích nhé. Cảm ơn các bác đã theo dõi. Chúc các bác một ngày vui vẻ và mùa màng bội thu. Dara Plant and Watermark.